Mấy con chim nha các bạn. Xuống đây. Này. Này, xuống đây. Bắt. Đây này. Mình thích nuôi mấy con chim, từ mấy con chim con lên ấy là dễ như thế. Thế còn nuôi mấy con chim bổ là các bạn cũng không nên nuôi. Tại vì là nó nhát người lắm. Xuống đây. Xuống đây. Đây. Xuống đây. Do lâu ngày quá rồi cho nên là nó cũng thành ra nó cũng ngoan ngoan thường. Con kia thì bay ra ngoài được, con này bay ra ngoài mấy lần rồi này. Mày quay đi, mày quay đi, mày. Tội lắm nha chị em. Đấy. Được trống 500.000 một em. Thôi, cho bay đi, bay đi. Ôi, chào nhà tôi.